Bộ Y tế tính đến phương án chuyển bệnh nhân 91 về Anh. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết bệnh nhân số 91 nam phi công người Anh đã 6 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả nuôi cấy virus tại Viện Pasteur TP.HCM cũng không phát triển, cho thấy bệnh nhân đã được điều trị khỏi COVID-19, không thấy khả năng tái nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn bệnh lý nền cần tiếp tục điều trị, hồi sức tích cực và kiểm soát nhiễm khuẩn. Về việc ghép phổi, ông Khuê cho biết bệnh nhân cần trọn lá phổi chứ không thể sử dụng một phần phổi. Vì thế, nguồn phổi hiến từ người chết não có chỉ số phù hợp là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, một phương án khác đang được Bộ Y tế tính đến đó là chuyện nam phi công về Anh vì hiện bệnh nhân đã khỏi COVID-19. Tuy nhiên, về vấn đề này, chúng tôi đang phải xem xét cân nhắc. Mặt khác, hiện bệnh nhân còn hôn mê và phải chạy ECMO, thiết bị tim phổi nhân tạo, nên phải chờ bệnh nhân tỉnh, hồi phục, chúng tôi mới đưa ra phương án phù hợp, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê nói. Bệnh nhân số 91, 43 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Hiện tình trạng bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định, chức năng phổi cải thiện, đang tiếp tục thở máy, tiên lượng còn nặng.